giờ nếu mà mình chuyển qua cái khoản bên đó thì nó hụt khoản bên này. Nhưng mà mình tặng một thứ thôi thì tính nết đâu mà khó y như mẹ nó vậy. Gì chị Dương ngồi lem bém gì vậy? Trời Dương. Hả? Trời sao em lúc nào em cũng đột biến hết vậy? Em cũng đột biến hết vậy. Là đột ngột biến ra đó. Trời ơi. Chị mới là đang thẫn thờ nên giật mình á. Trăn trở nhiều lắm em. Mắc gì thở dài dữ vậy? Gì tâm sự cho em nghe coi. Sắp đến cái ngày quan trọng đó rồi. Quan trọng là sinh nhật con chị phải không? Hôm bữa chị nói với em. Trời ơi. Có gì đâu buồn rầu phải vui chứ. Buồn không phải là buồn mà là đang căng thẳng, đang lo, đang suy nghĩ. Ủa thì em thấy đơn giản, bây giờ sinh nhật con mình thì tổ chức một cái tiệc nho nhỏ tặng quà cho con nó thôi. Nhưng mà vẫn trăn trở. Mà trăn trở cái gì? Trăn trở là bây giờ không biết tặng quà gì đây nè. Nhưng mà con chị thích cái gì? Trời ơi, bà thích tới 2 món lận. Ủa thì mình mua 2 món thôi. Trời ơi, đâu có được em. Cái quỹ dành cho cái vụ sinh nhật là nó chỉ có nhiêu đó thôi. Vậy bây giờ chị mua để cái áo cho... len hình gấu bông đi. Là vừa có gấu bông vừa có len luôn. Ấy chứ. Hay dữ. Đó. Cái ý tưởng này thật ra chị cũng có đang vừa nghĩ ra luôn đó. Là mình kết hợp 2 món đó. Thì đó. Nhưng mà chị sẽ làm ngược lại với em. Là sao? Đó là chị sẽ mua gấu bông làm bằng len. Em có một người bạn mà chuyên làm những món quà bằng len. Trời hay quá. Chị cũng đang cần cái chỗ như vậy, một cái chỗ uy tín để mình an toàn được cái quà tặng của mình. Để em gọi nhờ giúp chị liền. Đứng trước các sản phẩm thú bông cho trẻ em không rõ nguồn gốc bán tràn lan trên thị trường, các sản phẩm handmade đang trở thành sự lựa chọn của nhiều bậc phụ huynh. Và trong số đó là sản phẩm thú bông được đan bằng len đang trở thành một món quà hot trend dành cho các bé. Sản phẩm thú bông bằng len được tạo ra bởi sự khéo léo, tỉ mẩn của người thợ, như nhắc nhớ về những miền ký ức xa xưa, nơi tuổi thơ gắn liền với chiếc áo len được mẹ đan cho từ cổ xưa. Ê, mi tên gì? Kỳ Lân hả? Chào Kỳ Lân. À chị Dương ơi, mình có thể đổi cách chơi không? Không có, chị thấy con chị hay chơi kiểu này lắm, chị chơi thử coi vui không? Con chị chơi kiểu dễ thương, còn chị chơi kiểu dễ sợ lắm. Thì bây giờ mình tạm gác món quà dễ thương này qua một bên. Mình trò chuyện với chủ nhân của nó một chút. À đây, xin giới thiệu với chị, đây là anh Hào. Anh chuyên cung cấp những ngon thú cưng này nhưng mà làm bằng móc len đó. Bây giờ thì trước khi vào câu chuyện thì anh chào quý vị khán giả và giới thiệu bản thân một chút xíu đi. Dạ chào quý vị khán giả, mình tên là Phú Hào. Thì bên mình cung cấp những sản phẩm mà thú bông len với chất liệu an toàn và đối tượng khách hàng hướng đến là cho bé nhỏ. Dạ. Vì sao mà anh chọn một công việc mà nhìn rất là dễ cưng như vậy? Nó cũng là một cái cơ duyên ở 2018 thôi. Thì lúc đó mình tốt nghiệp đại học ra thì mình gọi là mình rất là muốn tìm một cái công việc gì đó của riêng mình. Và mình muốn làm ra một cái sản phẩm gì đó. Nhưng mà lúc đó mình có đi triển lãm quận 7 ở SECC á. Thì mình vô tình mình thấy có một cái shop nó bán cái sản phẩm này. Và khi mà mình lại gần thì mình thấy sao mà sản phẩm nó đẹp quá, với lại nó độc đáo. Tại vì nó không phải là cái thứ bông vải mình nhìn bình thường đâu. Nó là hoàn thiện từ những cái mũi móc. Nên mình rất là chú ý. Và về thì mình có mua một bé về và mình tham khảo. Thì mình thấy là mình thích quá và mình muốn tìm hiểu thử cách làm. Cái ý tưởng độc đáo như thế này là có nguồn gốc từ bao giờ lâu chưa ha? Hay là mới xuất hiện và là ở Việt Nam hay là ở nước nào? Thì theo em tìm hiểu thì cái nguồn gốc của sản phẩm này nó đã có từ lâu rồi. Thì từ những cái người mà ở nhà đang móc thì là đa phần khởi phát ở Liên Xô cũ. Thì có rất là nhiều người mẹ, người phụ nữ, người bà thì móc áo ấm, thì sau đó thì họ sẽ làm thêm những cái con thú nhỏ nhỏ, từ từ họ phát triển những cái loại lớn hơn. Thì mình vô tình được thấy những cái trang fanpage ở trên Instagram đó. Thì của cá nhân thôi, họ móc, họ không có kinh doanh mà họ chỉ show lên những cái thành phẩm của họ thôi. Nhưng mà khi mình đang móc như vậy thì ngoài chất liệu là len thì mình còn dùng chất liệu gì nữa? Thì cái này hình như là bằng chỉ phải không? Dạ đúng rồi. Thì về cái kỹ thuật móc thì mình có rất là nhiều loại len trên thị trường.
Thì loại len mill của Tom Việt Nam, những cái loại len nước ngoài như là Danh Ạc. Nhưng mà theo bên mình tìm hiểu thì bên mình lựa chọn đây là cái sợi cô tông 100%. Thì tại vì là đối tượng khách hàng bên mình nhắm đến là trẻ nhỏ, mẹ bỉm sữa sẽ mua những cái này và cho bé chơi. Đúng. Dạ, thì khi cô tông 100% thì nó lại lành tính cho da bé. Cái thứ hai là nó mềm mại, nó không có làm cho da bé bị đau khi mà bé mắc. Nhưng mà cái chất liệu này thì mình trong quá trình mình sử dụng, ví dụ dơ, mình giặt nhiều lần thì nó có bị gì không? Thì cái sản phẩm này chủ yếu là khi mà những cái máy móc nó có những cái lỗ nhỏ thì anh có thể thấy bên trong là gòn. Thì bên mình cũng đã có suy nghĩ tới cái vấn đề giặt giũ. Thì khi mà giặt một lần thì mình thấy là những cái gòn nó lòi ra những cái lỗ này. Thì bên mình mới cải tiến lại bằng cách mình may một cái lớp vải lót ở trong, giống như một cái lớp vải lót theo cái hình dạng con thú này, và mình dồn gòn vô. Và bắt đầu sau đó thì mới tới cái lớp len. Nên khi giặt thì cái lớp vải lót nó bọc gòn ở trong, nó rất là tốt, nó rất là bền. Nhưng mà từ năm 2018 khi bắt đầu ý tưởng này tới bây giờ thì Hào đã tạo ra bao nhiêu sản phẩm về thú cưng rồi? Từ con số 0 năm 2018 đến nay thì bên mình đã sản xuất và cung cấp hơn 10.000 sản phẩm cho khách hàng. Khi mà có được ý tưởng đó thì Hào có những bạn bè lập thành một nhóm để mình cùng phát triển đó không? Thì ban đầu là mình làm chung với bạn gái mình thì chỉ có 2 người thôi. Và sau đó là mình đi tìm những người thợ móc và những người trong ngành để mình học hỏi và mình kết nối thêm. Tại vì từ năm 2018 khi mà khởi phát ý tưởng thì mình vẫn chưa biết tí gì về len móc cả. Thì mình tìm hiểu và mình kết nối thợ từ từ thì mình có được một cái team để sản xuất. Hào là Hào biết móc luôn. Em biết móc luôn. Vậy ví dụ như một con như vậy, rất là xinh như vậy thì là móc trong bao lâu mới hình thành một sản phẩm hoàn chỉnh? Khi mà một thợ móc giỏi chuyên ngày nào cũng móc thì họ sẽ móc một con này khoảng từ sáng tới tối, thì có thợ có thể làm trong một ngày. Trong một ngày thôi. Thì ngày thứ hai thì mình là ráp những cái bộ phận này, nhồi gòn, may lót rồi, rồi thêu mắt mũi. Thì nó mất khoảng, một sản phẩm mất khoảng 1.5 ngày. Nếu mà thợ mới thì khoảng 2 ngày. Vậy cái sản phẩm làm từ việc là mình móc như thế này á, bự nhất thì khoảng, và đến nay bên em đã làm được là kích thước cỡ như là bự nhất? Bên em đã nhận một đơn đặt hàng là một sản phẩm khoảng 1 mét. Wow, vậy bự lắm á. Nhưng mà móc theo cái kiểu mà len nhỏ nhỏ như vậy thì làm chắc cũng cả tuần nữa xong. Vậy thì trong quá trình từ lúc bắt đầu ý tưởng cho tới bây giờ thì Hào đã gặp những cái khó khăn gì mà mình giải quyết ra sao? Ban đầu mình đi vô cái ngành này thì mình cái nhất là mình không có biết gì về len móc hết. Và bắt đầu mình đi kết nối thì cái thời gian kết nối đó mình đi gặp gỡ rất là nhiều người ở trong nghề. Thì những cái người thợ mình hầu như là mình cứ đi gặp hoài à. Xong rồi mình bắt đầu mình lên ý tưởng, mình học hỏi cái kỹ thuật móc của họ và bắt đầu mình cũng nhờ họ lên những cái ý tưởng sản phẩm mẫu cho riêng mình. Tại vì lúc đó mình cần những cái người mà đã có kinh nghiệm lâu năm trong nghề rồi. Qua một cái khoảng thời gian kết nối thì cái đó là một cái giai đoạn khó khăn, tại vì mình thiếu thốn đủ thứ hết, về kiến thức, về nguyên liệu, về vật liệu. Mình tìm những cái nơi cung cấp đảm bảo, rồi mình tìm những cái thợ móc có thể lên những cái mẫu đẹp. Tại vì cũng có nhiều thợ nhưng mà cũng vài thợ, chỉ có vài thợ lên cái mẫu nhìn nó có duyên thôi. Và cái đó là cái giai đoạn mà bắt đầu, thì nó là giai đoạn khó khăn nhất. Thì sau này dần dần nó sẽ ổn định. Thường những người phụ huynh mua cho con mình thì Hào thấy cái độ tuổi của bé từ mấy tuổi tới mấy tuổi thì thích? Đa số là khách hàng bên mình độ tuổi khoảng từ sơ sinh tới dưới 1 tuổi là tập trung rất là lớn. Và những mẹ của bé là người đưa ra cái quyết định mua cái sản phẩm này. Nhưng mà khi mà mua về thì hay chụp hình feedback lại cho shop mình thì thấy các bé ôm thấy thích. Bé có ôm ngủ luôn không? Ôm ngủ luôn. Chị Thùy Dương, con của chị từ nhỏ tới lớn có thích ôm những con thú cưng vậy không? Trời ơi, thích lắm. Thì bây giờ vẫn còn thích đó. Thật ra là cái món quà mà dành cho con của chị sắp sinh nhật nè, là vừa là gấu bông mà lại bằng len nữa. Thì chị thấy rằng là Minh Dự giới thiệu đến nơi của em Hào đây là quá hợp lý luôn á. Nhưng mà chị rất là quan trọng về cái chất lượng cũng như cái độ an toàn của sản phẩm cho con của mình.
thì em có thể chia sẻ cho chị kỹ hơn một chút cái quy trình của mình khi mình sản xuất ra một cái món đồ như thế này, một cái món đồ chơi như thế này, thì cái tiêu chí về an toàn dành cho người sử dụng á, tụi em sẽ thực hiện như thế nào? Dạ, thì đầu tiên bên em xác định là về nguyên liệu thì sẽ chọn nguyên liệu tốt nhất cho da bé là sợi 100% cô tông. Dạ, đây là những cái loại len, mình gọi là loại chỉ đi. Thì khi mà bên em sẽ không dùng len thị trường mà bên em sẽ đặt riêng nhà máy. Ồ, đặt riêng luôn? Dạ, đặt riêng sợi để mình đảm bảo được chất lượng với cái nguồn hàng mình gọi là tự cung tự cấp ở trong nước, nó không có bị ảnh hưởng bởi những số nhập khẩu. Dạ. Thì đây là cái sợi cô tông 100%, nó là 100% cô tông. Bây giờ chị có muốn móc thử không? Bây giờ Hào đưa ra thử thách nhỏ nhỏ chút xíu để cho mình làm thử, mình biết cái độ khó như thế nào. Chà, vậy nếu làm được thì sao? Làm được thì thôi chị. Làm được thì thôi chị. Ủa, phải có quà thưởng mà tặng hay là cái gì chứ, đã đưa thử thách mà. Chị sẽ được một món quà về tặng con của chị dịp sinh nhật. Chà, như vậy là chị sẽ tiết kiệm được thêm một phần tiền nữa. Chị ơi, mình làm sinh nhật cho con mình đừng có tính quá. Mình đem 2 triệu tiết kiệm vô hết vui nha. Thì chị dùng cái tiền đó chị mua cái khác cho con chị. Đúng rồi. Như vậy thì sẽ càng vui hơn nữa. Dạ, yeah, rồi bây giờ mình bắt đầu thử thôi. Bây giờ là mình mời chị Thảo, kỹ thuật viên bên mình sẽ vô hướng dẫn cho anh chị. Dạ, cảm ơn em. Sản phẩm handmade làm riêng cho con. Chắc hẳn đứa trẻ nào khi nhận được những chú thú bông đáng yêu cùng lời nhắn nhủ như thế này sẽ cảm thấy rất thích thú. Để làm nên những sản phẩm này, người thợ đang phải ngồi hàng giờ liền, đang miệt mài và chuẩn xác từng đường kim mũi chỉ. Nếu sai một công đoạn thì phải làm lại từ đầu. Quan sát những sản phẩm được làm thủ công từ chính bàn tay của người phụ nữ Việt, có thể nói họ quả thật rất tài hoa. Từng chi tiết, từng đường kim đều tăm tắp và đầy tâm huyết. Được biết, những mẫu thú bông này được làm từ sợi len 100% cổ tông, rất thân thiện với da bé, tránh việc phai màu ra tay hoặc miệng của trẻ khi chơi. Vì là sản phẩm dành cho trẻ em, nên nguyên liệu len cũng được chọn lựa kỹ lưỡng và đạt chuẩn thì mới đem vào sản xuất. Tùy vào kích thước và độ khó dễ của sản phẩm, mà người làm sẽ hoàn thiện sản phẩm với thời gian khác nhau. Khi đã đang mắc đầy đủ các bộ phận, rồi nhồi bông hạt để tạo độ cứng khác và dùng kim khâu ghép lại với nhau, thì đòi hỏi người làm phải khéo léo gắn mắt, mũi, làm sao để tạo thần thái cho gương mặt thú bông trở nên dễ thương hấp dẫn các bé. Việc các sản phẩm từ nghệ thuật đang mắc ngày càng được ưa chuộng, cho thấy một nét văn hóa truyền thống đang dần quay trở lại trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Bây giờ thì chị Thảo sẽ hướng dẫn cho anh Dự và chị những cái bước cơ bản nhất của đang móc. Dạ. Thì cái bước đơn giản nhất của mình móc đó, thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ biết đọc chạc. Chạc thì thường á, mình móc thú thì lúc nào mình cũng phải bắt đầu từ một cái vòng tròn ma thuật. Thì cái vòng tròn ma thuật đó trong một cái ký hiệu của nó thì nó sẽ ký hiệu là một chữ A móc. Yeah. Thì trước tiên thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm vòng tròn ma thuật trước ha. Yeah. Thì như thí dụ len nè, một cái đường chỉ đầu tiên mình cầm và mình để vào trong cái lòng bàn tay của mình. Mình để như thế này, sau đó là hai ngón dưới mình nắm lại, vòng chỉ lên trên ngón trỏ. Mình sẽ vòng chỉ lên ngón trỏ như thế này và mình dùng ngón cái và ngón giữa để mình cầm cái đầu chỉ của mình. Mình dùng ngón cái và ngón giữa để cầm đầu chỉ. Thì cái cọng dây này mình kéo hơi dài một xíu để mình quấn qua cái ngón tay giữa của mình. Đó. Quấn qua ngón tay giữa. Mình quấn nó làm sao đây? Ha. Rồi mình sẽ dùng cái kim móc. Kim móc thì mình cầm như mình cầm bút luôn. Cái cầm như cầm bút thôi. Và cái mũi kim nó hướng vô trong người mình. Sau đó mình luồn vô trong đây. Luồn vô hai sợi và mình lấy một sợi từ trên mình kéo qua. Mình luồn vô đây nè. Mình kéo ra. Kéo ra. Rồi tiếp tục mình đè lên cọng chỉ nữa. Rồi mình lấy ra.
Rồi, mình kéo qua cái lỗ tròn nhỏ nhỏ đó. Cái tròn nhỏ nhỏ ở đây nè. U cha. Cũng như là chị tay mất hả? Cái này là cẩn thị nữa chứ. Rồi. Không, rối thiệt, rối thiệt. Rối tại đây đó ha, là mình lại ra cái dòng mới này đó ha. Dạ, đây là mũi tiếp theo. Mà chị lại tiếp tục chị móc móc thì nó sẽ là 6 mũi đầu tiên. Rồi chị thắt lại chị mới được một cái vòng tròn. Phải nể anh chị thì chứ quá rối. Dạ, nhưng à, chui xuống vòng tròn ma thuật. Tiếp tục chui. Chui lên. Mà đúng kiểu vòng tròn ma thuật luôn quý vị. Chui lên. Vô là không ra được luôn. Móc cái dây chính. Móc dây chính. Cho nó chui lại vô cái lỗ của vòng tròn ma thuật cũ. Móc lại qua cái sợi này để luồn qua hai lấy cái mối này. Sẽ được thêm một mối. À dùng cái cây móc 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 qua tiếp hai cái này. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Rồi. Hay cái mối của chị nhìn giống cái cục gì á ha? Tại vì tại vì mình cầm lên lúc chặt lúc lỏng á nên nó mà cái len mình cầm nó bị lung tung á. Rồi là giờ mình chui tiếp. Dạ chui tiếp thì chui tiếp thêm 4 lần nữa hả? 6 lần. Nãy giờ là mấy lần người ta? 3 lần chưa? Rồi 3 lần rồi. Chị móc ăn khắp luôn á. Những cái này của chị dùng cái mũi để móc nó. Thì cũng vậy, mình sẽ đưa xuống đây. Thành cái dòng này. Rồi, bắt đầu cái sợi này đưa ra nè. Chị móc cái sợi này. Móc cái sợi này vòng qua hai cái lỗ này. Móc vô. Không, chị móc ngược rồi. Đúng rồi. À, lúc nào phải ngược chiều kim đồng hồ. Bắt đầu kéo qua. Kéo làm sao cho qua hai cái đó. Kéo qua vậy thôi. Rồi đó, chị dùng cái sợi này đưa ra. Em xin công bố là em bỏ cuộc đó. Hết kiên nhẫn luôn rồi đó. Nhưng mà công nhận cái tay của chị nó cứng quá vậy. Móc một thú quân như vậy thì mình bắt đầu từ cái thành phần nào trước chị? Thì là bằng những cái mũi móc khi nãy chị đang chỉ em đó. Thì bất kể một cái kêu bằng là bộ phận nào của con thú, thí dụ chân, tay hoặc là lỗ tai gì đó, mình cũng sẽ bắt đầu từ cái vòng tròn ma thuật. Và rồi sau đó mình móc những cái mũi đơn, mũi tăng từ từ lên. Rồi thí dụ như từ đang bự như vậy, mình muốn nó nhỏ lại thì mình sẽ dùng những mũi giảm. Thì nó sẽ ra được những cái bộ phận của mỗi con thú. Mỗi một sản phẩm mà chị tạo ra thì chị có gửi gắm một cái thông điệp nào đó vô không? Hay là chỉ tạo ra theo đơn đặt hàng thôi? Hay là ngẫu nhiên thôi? Thì thông điệp tiêu chí của mình là những sản phẩm an toàn cho bé. Chị học được gì rồi? À, nè. Hay quá. Chị chỉ nên mua đồ có sẵn thôi nha. Chị đừng làm con chị nó chơi nó rối lắm. Chị sợ nó còn không chịu chơi đấy chứ. Rồi, nói gì đâu chứ một lát nữa chắc chắn anh chị sẽ có phần quà cho chị để chị tặng bé nha. Trời ơi, cảm ơn chị, cảm ơn em nhiều lắm. Nói vậy chứ cũng sẽ xem con chị á, nó thích một số nhân vật hoạt hình lắm. Và chị sẽ đặt hàng riêng để con chị bất ngờ. Dạ, cảm ơn Hào cùng với chị đã ngồi hướng dẫn cho em với chị Thùy Dương. Em biết là cái sự tỉ mỉ và phức tạp nó nhiều tới cỡ nào. Bởi vì chỉ có dành thời gian cho nó thì mới thuần thục được thôi. Em cũng chúc cho thương hiệu của mình á sẽ ngày càng nổi tiếng, được nhiều khách hàng biết tới hơn. Rất cảm ơn anh chị đã đến với chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Và quý vị ơi, nhớ đón xem chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây vào khung giờ phát sóng quen thuộc lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 nha. Và bây giờ thì tất cả mọi người xin chào và hẹn gặp lại.